chỉ cần cắm điện, gạt automat để khởi động máy và tiến hành mở van xả nước. Sau đó cho nguyên liệu vào toa nạp. Máy nghiền bột nước inox 250 sẽ tự động tiến hành xay nhỏ nguyên liệu cho ra thành phẩm bột dạng lỏng, sánh mịn, nguyên chất, đảm bảo vệ sinh, có thể chế biến được ngay. Nếu bà con muốn sản xuất bột làm bánh cuốn, bột làm bánh xèo hay là bột làm bánh trôi, làm đậu phụ thơm ngon, thì nguyên liệu bà con cần đó chính là bột dạng lỏng, sánh mịn. Hiện nay trên thị trường có đa dạng các dòng máy nghiền bột nước sử dụng đĩa đá để xay nghiền, vừa khó căn chỉnh lại còn dễ bị vỡ, bị mài mòn. Duy chỉ có công ty Bình An đã cho ra mắt dòng máy nghiền bột nước inox 250 sử dụng cánh quạt nghiền inox, giúp xay nghiền hiệu quả hơn rất nhiều so với các dòng máy cùng loại trên thị trường hiện nay. Là dòng máy chuyên dùng cho các cơ sở sản xuất hay tại các nhà hàng, quán ăn, với tính năng xay nghiền đa dạng các loại nguyên liệu thành dạng lỏng, sánh mịn, phục vụ nhu cầu chế biến cho ngành thực phẩm sạch hiện nay. Máy xay gạo nước hoạt động bằng nguồn điện gia đình 220V với motor có công suất 3,5 kW cho khả năng nghiền bột gạo nước hiệu quả. Máy có thể hoạt động liên tục trong nhiều giờ và xay nghiền với số lượng bột gạo lớn. Trung bình mỗi giờ hoạt động, máy nghiền được từ 15 đến 30 cân bột gạo ẩm, rất là hiệu quả. Ngoài việc được rất nhiều khách hàng dùng để xay nghiền gạo ẩm thành dạng bột lỏng sánh mịn ra, máy nghiền bột nước inox C200 còn được ứng dụng để xay nghiền đậu xanh, xay nghiền đậu nành, làm sữa đậu nành hay là làm đậu phụ, hoặc là sử dụng để xay nghiền ngô bắp, làm sữa bắp thơm ngon. Thuộc dòng máy chế biến thực phẩm nên vấn đề vệ sinh được đề cao khi đội ngũ kỹ sư thiết kế ra sản phẩm. Toàn bộ thiết bị được làm bằng chất liệu inox 201 dày dặn, sáng bóng, hạn chế rỉ sét, không phát sinh mùi lạ trong quá trình xay nghiền, ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Máy nghiền bột nước inox 250 có thiết kế hiện đại, nhỏ gọn, không chiếm nhiều diện tích lắp đặt, cấu tạo đơn giản, vận hành dễ dàng. Cho dù bà con không quá am hiểu về các loại máy móc, cũng có thể dễ dàng vận hành sản phẩm để tiến hành xay nghiền đa dạng các loại nguyên liệu. Và đó là dòng sản phẩm máy xay nghiền bột nước inox 250 thế hệ mới do công ty Bình An trực tiếp sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Dòng sản phẩm hỗ trợ đắc lực trong công đoạn xay nghiền đa dạng các loại nguyên liệu, phục vụ chế biến thực phẩm sạch hiện nay đang được rất nhiều bà con ưa thích lựa chọn sử dụng. Và giá của dòng sản phẩm đang được Bình An cập nhật ở phía dưới phần mô tả clip. Quý vị bà con có thể tham khảo ạ. Và toàn bộ chi tiết thắc mắc về dòng sản phẩm này, bà con có thể liên hệ với Bình An thông qua số điện thoại hotline đang được hiển thị ở phía trên màn hình. Rất cảm ơn quý vị bà con đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi hết video ngày hôm nay. Bình An xin chúc tất cả quý vị bà con kinh doanh thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.